Ốc đã cái chưa? Mở chở hả? Cái này nó hở mình để ra thơm dữ vậy? Để nhét hở luôn hả? Thơm tỏi vô ngon lắm đó. Để vô trong cái này cho nó thơm. Bây giờ cái đầu cá này chở cái nó hết vậy anh Hùng hả? Cá cũng chín rồi đó. Nào chín đang ngồi đây, để cái dĩa đó đổ vô cái mà nó mâm lên cái đầu xúc cá để vô dĩa luôn. Cái đuôi chắc làm sao quá là nước mà. Rồi bây giờ cá trứng anh em ơi. Rồi đến quá trứng anh em ơi, nguyên bộ trứng nó hết hồn bộ trứng rồi. Rồi xem mời vô đây không ơi. Rồi vô ra ngồi đi anh em ơi. Vô ngồi tập trung vô đi. Rồi mời mấy cậu ơi. Rồi mời anh em luôn em ơi. Ba lần ly này. Quá trời ly bự rồi. Quá đây rồi, ở đây uống bia không rồi không có ly nhỏ rồi. Thôi, làm cho nó cháy đi, cháy cho nó tán tàn liệu đi. Than thì nó cháy lâu lắm á. Hãy giờ chung vô đi, hết vô đi. Lát rồi, mua thêm ký nữa, thảy vô nữa, thảy nguyên bọc lại đi. Ừ. Rồi, túm mấy cây thảy vô đi. Mấy cây nó còn nằm ngoài đó, không được. Gốc cây, chưa cháy, thảy lại vô. Rồi, thôi, chung tình tư quy, mến chào quý cô chú, anh chị các bạn à. Hôm nay chung tình rất vui gặp lại cô chú anh chị các bạn trên cái video là bữa nay dỗ ông ngoại gì mấy mợ mấy gì nè là món cúng bữa nay chưa tới ngày chánh, mai tới ngày chánh, bữa nay mấy cậu vô mua con vịt với con cá nướng ốc nướng gì mình chia sẻ cho anh em xem đám dỗ miền Tây mình nha. Có một ốc làm lục ốc làm gì em ốc? Cái này hả mợ dạ. Chuẩn bị ngày mai đánh giỗ cúng ông ngoại dạ. Ốp thịt mai nấu cà ri rồi cà ri nấu với phay mì bào rồi thì phay cao chắn nấu sớm ha, chắn nấu bằng sẵn chân nguyên liệu rồi mà thịt rồi làm sẵn chân đây nè, sáng rồi lấy vô lò nấu rồi sáng rồi chuẩn bị là làm nấu bao nhiêu món hắn mốt cái ngày mai là mình nấu cà ri với cù lao với nấu thêm mà mực né với hẹ bông. Rồi bữa sao ha, sao ha. Rồi. Tiếp thêm đồ ngủ đồ thêm. Rồi ốc rồi chưa vô nữa hả? Cốt chưa vô đâu. Này chuẩn bị chân nè. Rồi. Đó, ngồi ghế luôn nè, chuẩn bị cho ngày mai đám giỗ nha. Rồi này cũng xa chợ ha, chuẩn bị năm bữa trước chân. Rồi vậy đi, ngày sáng cái đầu là nấu lên nữa rồi cũng ha. Chuẩn bị sớm mai cái mới nấu sớm được. Để mai cái là không kịp. Này ổ thiếu xào làm món chay nữa ha. Món chay. Còn đây là nồi gà nộp canh. Rồi, canh đu đủ rồi, cũng 5 triệu ha. Canh đu đủ đây. Rồi, tới ngày chánh. Mày là chánh, chiều món. Nay chỉ nhắm họ thôi. Họ đơn giản thôi. Rồi, cái nhà lấy giường không nha, có đủ nhà không đó. Rồi, này giò heo hay mút? Này giò heo xương mông đồ á, thịt á. Đâu đâu, kia nhắc xuống được, kia nhắc là canh xuống không? Đâu, nhắc em đi, một nhắc không hỏi nè, không hỏi đâu. Nè, vô đâu nhắc đâu luôn. Luôn. Cảm ơn hai với mẹ mình với có bên chị bánh gì cơ tiểu thơ của anh Tấn à. Cảm ơn quá. Quý luôn. Có thể nấu á. Nãy giờ không để trước. Cái này à, nãy giờ quên rồi, bỏ vô coi không sao này luôn rồi. Cái lò chín này ha. Lò chín, chỉ mình bỏ vô thôi. Rồi, mới để quyết sao. Wow. Nồi nữa, nồi canh ngon quá. Cái này đầy. Thôi kệ đi, bỏ đầy đi đó. Đủ rất ngon á. Để cho nó nóng vô được rồi. Cái này là quyết mà luộc rồi. Bây giờ chín mình món, để vô thôi. Món tiếng xào, khiến bánh thịt này bằm làm gì đấy mốt. Cái này để gói cù lao, để sáng hôm mai trường hồi gói. Rồi, đây có củ kiệu nha, củ kiệu này. Củ kiệu này người chơi mộc, mộc nha. Chung với la với hẹ là hả? Hẹ bông đó. Hẹ bông hả? Ừ. Wow. Giờ xa chợ làm sẵn hết trơn à. Sẵn đây, sẵn chỗ tiện. Thời gian nó tiện nó sớm. Rồi, tắm giỗ miền Tây thì như đơn giản thôi chú chị. Ngượng nơi ngã cho người cái không tập trung làm lớn được. Đơn giản thôi chứ đâu có nấu mướn mâm bàn gì đâu. Giờ con cháu có nghề mà mạnh ai đó nơi cho người khi về không đầy đủ nữa. Đây lượng này nó không bỏ. Có khi gì đó, có khi không. Ê,
Sao không có này hả? Ủa cái này tàu hủ rồi. Tàu hủ đi xào hủ tiếu. Bỏ vô kìa. Bỏ lên chơi đó, cái bỏ lên chơi. Bỏ vô. Bỏ vô. Bỏ vô. Bỏ vô. Cái thớt lớn sao bằng bằng thì cái đất rồi, cũng đâu biết thớt bự đâu. Cái này mình thấy có cây khế ngon quá anh em ơi. Vô mình bẻ mớ khế, lát mình sắt mình chấm, mình gói bánh tráng anh em ơi. Wow, khế tráng nó bành bành không? Trước dựng nằm chuẩn bị nấu than nướng rồi, ra đây mình hái khế đi. Khế trái quá trời bự. Ồ, chín chừng. Cái kiển à, cái kiển của cậu Tám à, gì khế quá ngon, khế sắc vô cái mình gặp cậu bánh tráng này. Quá trời gốc khế này rồi. Hai trái rồi à, giờ khế nó chung ra mùa mưa này anh em. Mình hái mấy trái vừa chín rồi, chín quá nó hay bị có dồi nha. Quá trời trời khó hả? À, nó rụng dưới này quá trời luôn. Rụng nhóc trơn. Chín nó rụng. Thấy đi hả? Mọc gì à, quá trời nhiều luôn, chín quá trời chín thì hầm hộp là hầm hộp nó ngon hơn. Đang vô á, đang bắt cá tre vô kìa. Nó cái gỗ rồi. Nè. 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 Rồi. Thôi giờ bà này. Mấy khế này, khế dừa chín quá nó bị dở vậy hả? Nó dồi. Nó bành bành không quá trời luôn cây, cái quá trời tốt. Khế này nó ừ, trời nó chị khế tốt luôn. Nhóc bây giờ. Rồi mình không bẻ mời chú bẻ nữa đó. Sáng chú bẻ nữa. Ô, thì chiều cho bả đây. Rồi, một gỗ rồi anh em ơi. Thôi thôi đi. Rồi, bọc cái gỗ rồi. Quá trời nhiều. Làm gì? Hả? Anh vô cái mâm coi nè, tới đổ cái mâm ngoài kìa. Cá với gào lên nè, để gói bánh tráng. Cái này hả? Ừ. Cá chê. Học hai giác xã đó, làm gì không hai? Rồi, ok anh. Rồi, chào mưa anh em ơi. Cá đó nước sợ biết không chín không nữa, nó cá bụng nhỏ. Rồi, ông dụ cá rồi, cho đổ nước ba dịch trước đi. Con cá chê anh Thuận đem cá chê quá bự nè, thôi giờ nướng luôn con bánh tráng. Đứng lại coi, chạy quay á. Bắt nó kê này đổ. Mới rồi hôm nay dịch này Việt Nam mình gọi nè bây. Giờ ốp cái gì đây không biết nữa. Xả với muối ớt hả? Rồi như đi, như nướng mồi đi. Ốp mà nướng mồi gì ốp. Ốp mà ớt đâu có gia vị gì đâu. Này với xả với muối ớt. Muối ớt rồi thôi. Ừ. Như ớt nướng mồi rồi. Vậy được coi. Nó chứa trắng được. Trời cho nó có cái khét, nướng khét.
cái đặng cao nhất ha anh Hùng. Rồi hơi cái cao nhất này mày. Nói là chụm nước sôi hả, có nước sôi không ba? Không, không cho mình nướng mà. Hay sao anh nhảy ngoài vậy, anh nấu chưa? Vô nhậu gì làm gì? Nấu thì vậy dữ. Rồi, không có nước sôi vậy, hơi lửa cạo rồi. Nướng ngon hơn. Ừ. Giờ mời sáng đi. Được rồi. Rồi, bây giờ để cá lên em ơi. Hùng nãy giờ mặn không mà sao rồi, mới đem vô. Để cá lên để trở dài á, rồi đi đi. Đem chó vô không? Ờ, cậu Út. Mày nói gì mà đem chó vô à? Nếu có để lưng không Hùng, để lưng hay đưa đó sao? Cái này này trước nè, trứng nó ấy đó. À, trứng ra trên trước hả? Ờ. Ờ giờ mày mình sao không đem chó vô đặng con kêu tiền luôn mày. Đi nè. Đi. Có vô nè mày. Chó luôn, nướng vậy cũng ngon nữa. Nó là chó bữa nào đi. Này cá như vịt đi. Cá này nó biết nói à. Còn nữa bự nữa chứ. Chưa lớn rồi. Mà sao nướng chín nó chín bắp vậy nó. Thấy kìa mình nướng chín. Ờ đúng rồi đó, cho ngay vô đi, nằm ngay vô đi. Nướng cái bề cái chỗ lớn cái trước đi, cái đuôi mày cho nó chín chín. Nướng cái đầu trước đi. Cá quá trời bộ trứng luôn. Thế dạ. Rồi bây giờ than tàn nè, để thịt ta nướng, nướng nướng Hùng cá heo chưa khác không Hùng, chờ chở chưa? Đang chở. Hả? Đang chở qua chở lại nè. Ờ chờ chờ cứ ấy chở để hồi nó để ngoài Hùng ơi, hồi nó áp quá nó khác không Hùng ơi. Không không, mình lăn từ từ. Để ở ngoài đi cho nó từ từ chín đi. Vịt này nướng cũng mau chín nè. Làm coi. Cái kiết cũng là đặng mà lên mâm chứ. Có dĩ còn chữ dĩ nè. Chắc này đồng hồ chết ngắt rồi. Vậy này không thua vậy không? Giờ chưa đâu mới 2 giờ à. 2 giờ hả? 2 giờ đâu rồi thúc dữ vậy. Tính làm mau mau chứ. Giờ mình chờ đợi chén đũa có rồi đó. Mà đợi màu với rượu á. Rượu có luôn rồi đó. Có luôn rồi hả? Đừng quạt nha đồ ơi. Quạt nó khét. Nào nó cháy lên á. Gáo trơn hết. Mẹ mình làm bằng cái nước chanh mắm men này nè mày. Hết mè ra mày. Nó chua không? Đúng chua không? Được mà ơi, mình chua chi quá. Trời cho đậm đà ngon. Ớt thì rất là me gì vô đi. Còn cá hấp dẫn rồi Hùng ơi. Chào bè chưa? Mới lần qua lần lại á. Để ngoài đi. À, trời nóng nực quá, mặc nó gáo trơn. Thì áo chị mua không nổi nữa anh em ơi. Quá trời cái củ này nó bự. Được rồi, được rồi, quá. Nó hái không? Con đạt luôn hả? Nó tôi hại vậy hết trái rồi đó. Đát nó còn trái nữa kìa hết gì, nổi khác nghẹt luôn. Ông để cao rồi mới được. Đâu có đó, nướng rồi để cao càng trái. Mỏ vậy hả? Ừ. Đâu có, tại trái là cái mỡ, không nó trái. Ông để thấp vậy đi, nó phật mỡ xuống nó xịt 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 thôi à. Không vậy trái được, nó ngọt á. Nó náp rồi Hùng ơi, náp trong nó không chín á, nó nín á. Đó, đó, yên rồi đó. Vậy ngon á. Ủa nãy nó vô đây mà. Chắc vô đây rồi, đợi cho bích luôn. Bích luôn nó không có cháy. Cháy này nó cháy lửa. Ừ. Cúng rồi mà Út. Rồi cúng 5 chiều của chị vậy? Dạ. Rồi, nằm đang đốt nhang cái gì? Rồi, đây ha, ông ngoại, bà ngoại, bà nữ cái gì? Cắm thì lần gọi ra anh em ơi. Giờ là ra chuẩn bị ra cái là để cá thịt nướng chín rồi đầu để lên gói anh em ơi.
nó chạy luôn em. Có khế rồi, cậu Tám trồng khế trái quá trời trái luôn, không ai ăn chưa. Đúng rồi, bá lã chưa. Rồi đây chút rồi lấy cá thịt chín lấy cái lên mình để lên đây em ơi. Rồi xong rồi. Anh sao sáng giờ làm chứ mới gì? Thì sao chơi giờ vậy? Ồ, đi này đi nó. Cá chê cắt cắt này bạn, cá chê quá chị dài. Cắt ra nướng hay bạn, nãy giờ dở bên đây chưa ông Đậu? Cá cái chê chưa? Mới chở. Hả? Cái này nó hở mình để ra. Thơm vậy hả? Để nhét nhét ở luôn hả? Thơm. Tỏi vô ngon lắm đó. Để vô trong cái nẹo cho nó thơm. Để ớt vô cho nó thơm. Vậy mày giờ dở lên đây không? Dạ. Cái đổ vô đó đó. Cái đổ chưa? Chị ông chị. Đổ vô cái miệng này nè. Tính chưa? Rồi. Giờ giờ đủ giờ nhậu dân nhậu lại đủ chân đó, đúng rồi, đúng mà mặt chân đó. Vậy. Con này phóng ở ở Bình Tân và Vĩnh Long rồi anh em ơi. À, chuẩn bị được á anh Hùng ơi. Chuẩn bị ông Độ ơi. Cái nào chín giờ gấp gai đi. Bây giờ cái đầu cá này chở cái nó hết vậy anh Hùng. Cá chở cá. Hả? Cá cũng chín rồi đó. Không, chín hết rồi, đang ngồi đây. Để cái dĩa đó đổ vô cái mà nó mâm lên đầu xúc cá để vô dĩa luôn. Cái đuôi chắc làm sao quá. Đuôi chín luôn. Chín không? Không lâu rồi, rồi mới được. Ơi. Không, nói vậy chứ nó ấy trăm ngàn, nó lớn nha. Chứ đừng nói vậy à. Nó còn 5 ký. Ở nhà hả? Vậy cho chín mẹ rồi ha. Không xẻ cái nào mỏng mỏng á, mỏng mỏng chín vậy nè. Nó mỏng. Mỏng mà dạt đó ha. Tôm nậu rồi, tụi mẹ nó. Dày quá nó cái đùi không chín đâu. Trời ơi thôi ăn phá một. Nó làm gắt cái cánh nó gập ra lấy ra đem cho chống được không đổ. Ừ. Mấy cái nào ấy để ngoài đi. Cái nào chống mà bắt ra lên đổ nước về được. Được. Chờ nghe. Quay rồi cái dĩa nó mình để đồ cá lên Hùng ơi. Múc cái mắm ăn. Không. Không, cái dĩa thịt đó để đây được rồi. Để gấp cá đó đó. Không, cái dĩa thịt này đó không. Dĩa thịt đó này. Nước không hả? Không đó. Nước không đó. Không, không, không. Không, không. Cá đây đâu? Rồi, đây là cá để dĩa đi. Rồi. Là nước. Rồi, bây giờ cá trứng này em ơi. Rồi. Đến qua trứng này em ơi. Nguyên bộ trứng nó hết hồn bộ trứng rồi. Rồi, xem mời vô đây không ơi. Rồi vô ngồi đi Nam ơi. Vô ngồi tập trung vô đi. Rồi giờ mình cá rồi có bún rồi anh em ơi, bún bánh tráng tráng màu gói nha. Rồi. Cậu Út đâu rồi, cậu Tám đâu rồi? Mời ông lên đi. Không đang nướng rồi. Rồi lên rồi coi. Các bạn nướng rồi. Đổ đi vô coi. Đúng rồi đậm quá. Đúng rồi nè. Đậm quá trời mà. Đi, không có gì không khoan 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 một ly nào lấy đi không khoan lấy ly nhỏ nè đây này nè ngưng ngưng ly chứ hả rồi vậy đi rồi lát đi rồi bây giờ rồi đang lấy đi rồi chúc mừng gì chúc mừng Diệu Nam ơi chúc mừng gì bữa nay đi đám đám cúng à đi đám bên mấy cậu vô cậu của anh vui mình vô nè đám ai đám ai đám của bên anh chui bên mấy cậu rồi cái đám của ông ngoại đi ông ngoại bắt nói đập dập nãy giờ biết cái đám của ai rồi, ủa, bên mấy cậu cái gì mấy cậu ơi à. Rồi mời anh em luôn em ơi ba lần ly này quá trời ly bự rồi quá xa đây rồi đây uống bia không rồi không có ly nhỏ bởi vậy không có cái ly cốc uống rượu là một cục thịt dịch kìa. Sáng nay toàn ăn nữa rồi. Đưa rau gác là vô. Rau thôi. Ăn gác. Rau. Rồi chào con đi. Rồi. Rồi đang đốt nè, rau hoài đây nè. Sao im không? Yên không? Ngon quá. Không, thịt chắc thịt ăn dai ha. Thấy con dẻ thấy bộ dài đó.
Hả? Mè luôn đi, rồi vậy đi. Vậy luôn đi. Một món thôi. Mè chứ nó cũng thông dụng á. Mè đâu? Đó, nó chán mắm đó, nó mè chấm bánh tráng rồi chấm đại giờ xịt luôn đi. Gừng với mè gì? Mè. Mè. Bà là làm cái gì? Mè. Rồi làm nha. Cứ bánh tráng rồi cậu Út. Hay giờ nó luôn đi. Dạ. Cũng như quay hai vậy đó. Ở vô 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 ơi. Vô đi. Vô đi. Vô vô. Quay quay vô. 2 3 vô. Vô. 2 3 vô. Vô. Bây giờ mình phải đào cái con cá thùng ơi. Tôi nãy giờ bánh tráng nó dày quá. Gói miếng coi. Đây cái thùng thay ga. Vừa dính tới ngon nè hồng bay. Ồ, ngon đó. Ừ. Cái này nè, hồng hồng á. Ngon nè, quá trời đã luôn rồi. Tam này mình làm lại, nãy giờ quên chưa có thế. Thế này mở ra làm lại. Cái miếng đi. Thế ngon đó. Để ngoài rồi, không có. Rồi mời anh tức đi. Còn, lộn. Cái này. Rồi dùng ăn nữa rồi à, kêu nó ăn vô con nữa đi. Rồi. Rồi, mời anh em ra tới kìa, gắp cho bám trứng kìa. Rồi, cái năm làm con trứng năm. Gói đi, gói đi. Chị ơi. Có một năm ăn tới 2 ngày. Ăn gì? Ăn chay. Nói đuôi cá kìa. Cá này nướng ngon quá. Vừa lấy là thịt ngọt à. Ừ. Nghe không? Mới ra phải không? Trứng dữ à. Quá trời luôn trứng. Bữa trắng mới. Gốc đây đường hình không? Đây nè. Bữa trắng mới. Ở đây là trắng là bim. Của ông bà uống ngon tốt lắm. Không bù hộ là sống lâu. Ờ. Là lâu trầm hát rồi trẻ mãi không già. Gốc lâu quá. Gốc kìa đó. Rồi 2 3 vô. Con tắm nó kêu lại. Kiếm gì nó không biết nữa. Nè, 2 3 vô. Bỏ nữa hả? Đây đây. Trên vô. Mấy ngọt quá là quá ngọt à. Sợ mấy chú ơi. Ý chú chú. Vô hồng ơi. Dạ con mới vô vô nữa chồng ai được con chồng ai vô người ta nghe cái máy vô rồi vô trước rồi đấy nhau vô nha vô năm ơi mời nha mời chờ tối em chạy rồi vô hai đi á rồi em mà ra mắt cá cái ngon nè mà đâu cá là chồng chồng mình nhờ rất nhiều rồi rồi cá là chấm cá con rất ngon vô 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 2 3 là vô 3 vô ông rượu này rượu ba ba công gì đây cô có con ba công không ba công này công công sao tối nó công mà chứ thẳng là được chứ công sao được công chứ bảy mà không không ba công này là tao cũng chết mấy cú này rồi mà anh em à cái thao đâu mà thẳng nhiều ngon mà công á nó ngon tao nói thẳng rượu đi con cu mà tắm mà không chờ đợi để tắm tới mà đây có này đây có không sợ gì rồi đây ăn cá hả ăn cá hả cá hả chấm tới đồ cá kìa tôi thấy tôi chấm rồi nhóc cá kìa ăn lấy đồ cá chấm đi thôi bà để ăn không vô mày cuốn rồi bà cuốn đi nè thế này ra à nghe chứ làm móc tay không làm móc tay chứ
Thôi, tới đây chắc là vô góc kết thúc video anh em ơi. Rồi. Cái bài khác lo ngon hơn những cái bài. Rồi, sao đứng rồi anh Hùng? Nè. Đứng gói bánh tráng, nãy giờ gói không đi được vô chứ thì chắc vô nè, về được nè. Rồi. Giờ vô cấp đi. Liền ba nè. Rồi, ba mình mới vô anh em ơi. Rồi, bây giờ có thằng em nói giờ để cho thằng em nó làm caramel đi. Vô mình đổ bi nó kết thúc video anh em ơi. Rồi, để đi. Mình vậy? Hai ba nè. Vô. Anh em vậy? Rồi. Ờ, quá ngon. Nhậu luôn, nhậu đi. Gì vậy? Nó nhậu luôn, dưới quay. Cho đi chứ. Nó vô này mới cái cũng nay cái ngày cũng cơm của ông ngoại cũng chịu. Thì hôm nay cũng là em cũng sớm được làm là cũng 5 triệu như vậy. Mai vô ngày chín. Rồi mình cái này cũng có lắm là con vịt nướng gì cũng đơn giản như con cá. Cá chê không có cá nó ăn với con mắm quá bự. Rồi thôi giờ làm kỹ à. Thôi mình ta thôi xin phép kết thúc video này. Chị xem có thích yêu mến chương trình đó thì nhớ cho chương trình xin một like, một lượt chia sẻ và cái nhấn chuông để thông báo ra video mới gửi đến cho quý vị xem. Và một ngày mới xin chúc cô chị nhiều niềm vui và hạnh phúc với gia đình. Và xin chào hẹn quý vị gặp lại những tiếp theo. Có mấy mợ mấy gì muốn giờ dùng một mâm trong này là cái gì? Hôm nay ông nhậu chưa vậy? Ngày năm. Cơ. Hả? Chịu nhậu chơi trang luôn à. Không hay nhậu chơi đi. Nhậu. Đi không chở con gái mà đi chứ. Rồi bữa nay nó bắt học rồi. Không nghỉ gì, không nghỉ có gì đâu. Mai họ kêu nghỉ 1 bữa rồi được không? Gì vậy? Mốt đâu vậy? Mốt. Ai da. Con tên này đây. Bắt ai ăn chả. Mốt đây. Không có uống có bụng là sao? Ngủ mời uống cái gì? Chưa, sao con ơi, về ăn trước đây. Mặc là sớm giờ là giờ nổi rồi. Ăn một sáng giờ nổi cũng chết, mà uống gì nổi. Về đến ăn nè, lấy cái ghế. Có gì thằng này về quên tên nó rồi, lâu quá không gặp nó quên tên rồi. Thiện Nhân. Thiện Nhân. Ổng gài đó kêu nó xem video nó thôi, không có hình. Không có cái chồng nó, không có cho nó trong video cái nó không chịu vô video nó xem. Nhưng mà vậy đằng quan còn là vậy. Nó còn là nó có Thiện Nhân đó. Phải không? Cái này cháu nội nha. Ừ. Cái này bữa nay thì chị con có ba tôi ba chồng nha. Tình tay buổi chiều cũng chỉ đang xa thôi nha.